Chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 29. Theo dự kiến, thì phiên họp sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 1 năm 2024. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, phiên họp thứ 29 là phiên họp thường kỳ đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2024, với nội dung trọng tâm là cho ý kiến các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội, dự kiến khai mạc vào ngày 15 tháng 1 tới. Trong 1,5 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến đối với các nội dung, gồm cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi, dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Xem xét việc giải thích quy định tại khoản 1 điều 6 của luật đầu tư công. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét một số nội dung về tài chính ngân sách, gồm việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 và xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Nhấn mạnh, thời hạn họp không dài, nhiều nội dung khó. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến để bảo đảm chất lượng các nội dung. Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Các đại biểu tập trung thảo luận vào thực tiễn công tác của các địa phương đơn vị, làm rõ những kết quả đạt được, bổ sung chia sẻ kinh nghiệm trong chỉ đạo thực hiện, đóng góp những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thực hiện công tác dân vận nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị trong thời gian tới. Thời gian qua, công tác dân vận được các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị quan tâm đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, nêu cao vai trò giám sát, phản biện, phát huy vai trò quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia quyết định nhiều chính sách liên quan đến cuộc sống, những vấn đề lớn và hệ trọng của đất nước, nâng cao kỷ luật kỷ cương, đạo đức công vụ. Các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua dân vận khéo có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo đồng thuận trong xã hội. Ghi nhận đánh giá cao, biểu dương nỗ lực của ngành dân vận năm 2023, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh 4 kết quả nổi bật của ngành dân vận năm 2023, trong đó có việc cụ thể hóa kịp thời và có giải pháp triển khai hiệu quả các văn bản nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ngành dân vận có nhiều nỗ lực trong vận động, tuyên truyền, góp phần quan trọng cho việc phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trước tình hình mới hiện nay, Thường trực Ban Bí thư đề nghị ngành dân vận bên cạnh việc phát huy những kết quả đạt được cũng cần kịp thời đổi mới và có các giải pháp hiệu quả hơn, đặc biệt quan tâm đến các địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, hạn chế thấp nhất khiếu nại tố cáo của dân. Ban Dân vận Trung ương cũng cần tập trung các mô hình hay, kinh nghiệm tốt để lan tỏa các địa phương, các lĩnh vực khác để góp phần ổn định cuộc sống của người dân, không đưa các nhân sự không gương mẫu về làm công tác dân vận và cần bố trí những người tử tế gương mẫu làm công tác này, cần tạo động lực cho dân phát huy quyền làm chủ, quan tâm thực sự quyền và lợi ích hợp pháp thiết thực của nhân dân. Hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt hơn 300 đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác năm 2023 khu vực phía Nam. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt. Tại buổi gặp mặt, thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Lương Cường bày tỏ niềm phấn khởi, vui mừng được đón và gặp lại các đồng chí đại biểu cán bộ cao cấp quân đội đang nghỉ hưu, nghỉ công tác qua các thời kỳ trong những ngày đầu năm mới 2024. Thông báo khái quát tình hình thời sự thế giới, khu vực, trong nước, âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, kết quả nổi bật về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đánh giá cao sự đóng góp một phần xương máu, sức khỏe của mình trong chiến đấu giải phóng và bảo vệ Tổ quốc. Làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, luôn giữ gìn và lan tỏa phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ.
Đây cũng là dịp để Quân ủy Trung ương nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận về tư tưởng chính trị, tiếp thu những kinh nghiệm quý báu của đội ngũ cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp liên quan đến hoàn thiện đề án phát triển thị trường carbon tại Việt Nam. Đề án phát triển thị trường carbon tại Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020. Mục tiêu của đề án là phát triển thị trường carbon tại Việt Nam, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính với chi phí thấp, thúc đẩy phát triển công nghệ phát thải thấp, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, nhằm hướng tới phát triển nền kinh tế carbon thấp và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đề án xây dựng hai loại hàng hóa trên thị trường carbon tại Việt Nam sẽ gồm hạn ngạch phát thải nhà kính và tín chỉ carbon do Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận. Đại diện các bộ ngành đề nghị Bộ Tài chính cần có sự đánh giá đầy đủ tác động của phát thải carbon tại quy hoạch mỗi ngành kinh tế, đặc biệt là quy hoạch điện 8, cần thêm những tham khảo quốc tế từ các quốc gia đã thực hiện về tín chỉ carbon, từ đó mới có thể thể chế hóa đầy đủ các chính sách về trao đổi hạn ngạch phát thải, tín chỉ carbon, thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, việc lập đề án phải tạo ra những thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào đầu tư giảm phát thải nhà kính, bảo vệ môi trường, tạo ra một thị trường tài chính xanh.